Kính chào quý thầy cô là cán bộ quản lý và các thầy cô giáo viên ở điểm cầu Đắk Lắk. Xin phép giới thiệu, tôi là đại diện cho tác giả cuốn sách hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 7 của sách Cánh Diều. Xin được trình bày với các thầy cô một số những thông tin căn bản về cuốn sách. Thưa quý thầy cô, trên slide thì các thầy cô có thể nhìn thấy danh sách thì tác giả thực hiện bộ sách hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp của sách Cánh Diều. Tổng chủ biên của cuốn sách này, của bộ sách này từ lớp 1 đến lớp 12 là Phó sư tiến sĩ Nguyễn Dục Quang, thầy là nghiên cứu viên cao cấp của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, là một trong những người mà tham gia vào việc thiết kế nhiều cái chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trước đây và là một thành viên của ban xây dựng chương trình hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp trong chương trình lớp phổ thông 2018. Nhóm tác giả chúng tôi gồm 4 thành viên là những tác giả chịu trách nhiệm biên soạn sách hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp toàn bộ cấp trung học cơ sở. Thì có bao gồm tôi là Nguyễn Đức Sơn, phó sư tiến sĩ, giảng viên cao cấp của Đại học Sư phạm Hà Nội là chủ biên. Các cái tác giả khác là cô Đàm Thị Vân Anh, thạc sĩ Đàm Thị Vân Anh và thạc sĩ Nguyễn Thúy Quỳnh cũng là giảng viên chính của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô thạc sĩ Bùi Thanh Xuân là nghiên cứu viên chính của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Trong số các nhóm tác giả thì tôi là chuyên ngành tâm lý học, cô Đàm Thị Vân Anh và cô Nguyễn Thúy Quỳnh là giáo dục học, cô Bùi Thanh Xuân thì được đào tạo chuyên sâu về giáo dục hướng nghiệp tại Australia. Thế thì nhóm tác giả chúng tôi đã cùng nhau thiết kế biên soạn cuốn sách hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 6 năm ngoái, đã được Bộ Giáo dục Đào tạo thẩm định và cho phép sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Và cũng rất vui là với cuốn sách hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 6 của chúng tôi thì được hơn gần gần 300.000 giáo viên và học sinh trên cả nước đã lựa chọn cuốn sách đó để sử dụng trong lớp 6 trong năm học vừa rồi. Thế thì trên những cái tinh thần góp ý của thầy cô cũng như là những cái kinh nghiệm biên soạn cuốn sách hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 6 thì chúng tôi đã biên soạn tiếp theo cuốn sách hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 7. Cuốn sách này cũng đã được Bộ Dục Đào tạo phê duyệt, ban hành và được sử dụng ở trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu một số những nét căn bản về cuốn sách này để các thầy cô có thông tin và tiếp cận với cuốn sách. Thế thì đây là một cuốn sách được biên soạn trên cơ sở cụ thể hóa các yêu cầu cần đạt trong chương trình giáo dục phổ thông của môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Thế thì các yêu cầu cần đạt đấy được cụ thể hóa như thế nào và làm thế nào để đạt được yêu cầu cần đạt đó thì lát nữa khi nói về cái tư tưởng biên soạn và cái cách thức biên soạn cuốn sách thì tôi sẽ trình bày. Cuốn sách này được thực hiện trên một tư tưởng chung là tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận với thực tế, thể nghiệm các cái cảm xúc tích cực của bản thân, khai thác những kinh nghiệm đã có, huy động tổng hợp những kiến thức, kỹ năng của các môn học khác nhau để thực hiện những cái nhiệm vụ hoặc là giải quyết những cái nhiệm vụ gắn với thực tiễn của đời sống, gia đình, nhà trường. Và như vậy thì cái tinh thần của cuốn sách này nó thống nhất với cái tư tưởng chung của bộ sách Cánh Diều, đó là mang cuộc sống của bài học và đưa bài học vào cuộc sống. Cuốn sách này nếu đặt cạnh những cuốn sách khác thì nó có những điểm gì nổi bật? Thì chúng tôi xác định có 8 cái điểm nổi bật của cuốn sách này. Cái điểm nổi bật thứ nhất phải nói về cái hướng tiếp cận hoạt động trong việc thiết kế cuốn sách. Thế thì tiếp cận hoạt động được sử dụng trong việc thiết kế cuốn sách thế nào? Thì lát nữa chúng tôi sẽ trình bày kỹ lưỡng hơn vì đây là một trong số những điểm nổi bật và liên quan đến tư tưởng thiết kế của cuốn sách. Điểm nổi bật số 2 là các cái chủ đề và hoạt động trong sách giáo khoa được thiết kế dựa trên những yêu cầu cần đạt trong chương trình, đáp ứng các yêu cầu về tính khoa học, tính logic, vừa có sức khái quát cho các mạch nội dung. Chúng ta biết là hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thì có 4 cái mạch nội dung. Thế thì các cái chủ đề đó làm sao đó phải khái quát được mạch nội dung, đồng thời nó sát với thực tiễn cuộc sống và với cái độ tuổi của học sinh. Thì đấy là những yêu cầu mà chúng tôi xác lập để có thể căn cứ vào những yêu cầu đó xây dựng các chủ đề của cuốn sách. Điểm nổi bật số 3 có thể nói đến đó là các hoạt động được thiết kế trong sách để tạo điều kiện cho học sinh được thực hành, vận dụng những cái kiến thức mà các em đã có được từ các môn học khác nhau và vào cái cuộc sống thực tiễn và thông qua đó thì hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Điểm nổi bật số 4 là các chủ đề hoạt động trong sách giáo khoa thì luôn luôn tạo điều kiện cho giáo viên có thể đổi mới về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học. Và các cái đặc điểm số 4 này cũng gắn với cái hoạt động số 5, đặc điểm số 5 là cả hoạt động và nội dung của cái cuốn sách đều được thiết kế theo cái hướng mở, tức là người giáo viên có thể chủ động bổ sung
điều chỉnh những cái hoạt động, những cái nội dung trong đó sao cho phù hợp với đối tượng là học sinh của mình, phù hợp với điều kiện của nhà trường, phù hợp với điều kiện địa phương. Trong quyển sách này chúng tôi cũng đã sử dụng một cách tối đa các cái phương pháp và kỹ thuật đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Đây là một trong số nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta khi thực hiện cái chương trình 2018 là làm thế nào để có thể phát triển phẩm chất và năng lực. Thì một trong số những cái khâu của quá trình dạy học là các phương pháp tổ chức và kỹ thuật đánh giá, nó phải giúp chúng ta có thể đánh giá được cái phẩm chất và năng lực người học, mà qua đó thì chúng ta có biết được cái cách thức để có thể hình thành phẩm chất và năng lực người học thông qua các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Cái đặc điểm số 7 chúng tôi cho rằng cũng là một đặc điểm rất là nổi bật, là mọi giáo viên đều có thể thực hiện được khi được tập huấn và hướng dẫn. Thưa quý thầy cô, là khi chúng tôi bắt tay vào thiết kế cái sách giáo khoa cho hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thì đây là cái hoạt động giáo dục bắt buộc lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình 2018 với tư cách là hoạt động bắt buộc. Và vì vậy, câu hỏi của các thầy cô đặt ra và nhóm tác giả chúng tôi cũng đã được nhận được những câu hỏi đó, là giáo viên thì trước đó không được đào tạo chuyên sâu về việc tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, liệu có thể thực hiện được các hoạt động đó hay không và thực hiện thế nào? Thế thì những cái câu hỏi như vậy chúng tôi đã tìm cái cách để trả lời, và kết quả thực tiễn thì cho thấy là từ những cái bài thực nghiệm cho đến những cái cho đến sách giáo khoa hoạt động hướng nghiệp trải nghiệm lớp 6 đến giờ, tất cả các giáo viên, dù thầy cô có thể là giáo viên lịch sử, thầy cô có thể là giáo viên ngoại ngữ, thầy cô có thể là giáo viên vật lý, khi được tiếp cận, được tập huấn, được hướng dẫn thì đều có thể thực hiện tốt cái hoạt động này. Và điều này là điều mà chúng tôi cho rằng là một điểm hết sức nổi bật, và nhóm tác giả chúng tôi hết sức tự tin về điều này. Cái điểm nổi bật thứ 8 là sách được thiết kế mới mẻ, trong đó thì sử dụng nhiều những hình ảnh trực quan, sử dụng nhiều những cái sơ đồ hóa để giúp cho cái người, cho học sinh và giáo viên khi cầm cái cuốn sách này thì có thể dễ dàng định hướng cho hoạt động của bản thân. Thế thì chúng tôi cho rằng đây là 8 cái điểm nổi bật của cuốn sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 7 bộ sách Cánh Diều. Thế sau đây tôi xin được phép trao đổi một số những cái điểm kỹ hơn, chi tiết hơn về những cái điểm nổi bật như chúng tôi vừa nói, một số điểm thôi, không phải tất cả những điểm đó, đặc biệt là những điểm nó hết sức quan trọng với thầy cô. Khi mà nắm được những cái điểm như vậy thì sẽ giúp cho cái việc chúng ta tổ chức cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp nó thuận lợi. Điểm số 1 mà chúng tôi có nói đến là cái điểm nổi bật ấy, là cuốn sách này chúng tôi lựa chọn cái cách tiếp cận hoạt động để thiết kế cuốn sách. Đấy là điểm nổi bật về mặt tư tưởng thiết kế. Vậy thì tiếp cận hoạt động tức là thế nào? Tiếp cận hoạt động chúng tôi hiểu là một cái tiếp cận mang tính chất đặc thù của trải nghiệm, và đó là tiếp cận tối ưu cho việc tổ chức hình thành phẩm chất và năng lực cho học sinh. Hiểu một cách đơn giản là muốn hình thành năng lực và phẩm chất cho học sinh theo tiếp cận hoạt động thì không phải chúng ta dạy cho học sinh từng đơn vị kiến thức, kỹ năng riêng lẻ, mà chúng ta sẽ tổ chức cho học sinh hoạt động để trong các hoạt động đó, những kiến thức, kỹ năng có, những kiến thức học sinh đã có, những kỹ năng học sinh đã có được kết hợp với nhau, được tích hợp với nhau để tạo nên cái phẩm chất và năng lực cho chính bản thân mình thông qua hoạt động. Và cái tinh thần ấy thì nó được thể hiện ở cái nội dung số 2 trong tư tưởng thiết kế, là toàn bộ các yêu cầu cần đạt của cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp là các năng lực và phẩm chất này thì được hình thành theo hướng tích hợp ngay trong các hành động của học sinh. Học sinh có thể thực hiện một cái việc là lập một cái kế hoạch thiện nguyện, học sinh có thể thực hiện một cái nhiệm vụ là lập một cái chi phí trong hoạt động nào đó trong lớp. Học sinh có thể thực hiện cái nhiệm vụ là cùng với nhau thiết kế những cái poster, tức là những cái tranh cổ động, thiết kế những cái tiểu phẩm vân vân để thể hiện một cái quan điểm, một cái thái độ của mình đối với một vấn đề nào đó trong đời sống xã hội, ví dụ vấn đề bảo vệ môi trường. Như vậy là tất cả các cái kiến thức, cái kỹ năng học sinh đã có từ những cái môn học khác nhau và từ chính cuộc sống của các em sẽ được sử dụng một cách tích hợp trong các hành động, trong các nhiệm vụ, trong các việc làm, và thông qua đó thì hình thành và phát triển năng lực. Đấy là cái điểm số 2 chúng tôi cho rằng hết sức quan trọng liên quan đến cái tư tưởng thiết kế là tiếp cận theo hoạt động. Và cái điểm số 3 thì mang tính chất nguyên tắc và tất cả thầy cô đều biết là năng lực của chúng ta chỉ có thể được hình thành thông qua việc giải quyết các tình huống thực tiễn và thực hiện các hoạt động cụ thể. Và do vậy thì sau này thầy cô thấy là với cuốn sách hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 7 này, chúng tôi không đi theo hướng là các thầy cô phải dạy cái môn này, mà đi theo hướng là chúng ta tổ chức các hoạt động. Toàn bộ trong cuốn sách là các hoạt động. Vì giáo viên là người hướng dẫn học sinh thực hiện hoạt động ấy. Học sinh dần dần thực hiện cái vai trò là người chủ động thực hiện hoạt động ấy. Và thông hoạt động ấy thì năng lực được hình thành. Đó, thì đây là
ba cái điểm rất căn bản nói về tư tưởng thiết kế là biểu hiện hay là sự cụ thể hóa của cái tiếp cận mà chúng tôi gọi là tiếp cận hoạt động. Do vậy khi các thầy cô so sánh cuốn sách này với các cái cuốn sách khác thì các thầy cô sẽ thấy một điểm khác biệt rất rõ là cuốn sách này thiết kế trên cơ sở của hoạt động và hướng dẫn tổ chức hoạt động chứ không hướng dẫn dạy môn hoạt động trải nghiệm công nghiệp. Thế đấy là điểm số 1 nổi bật của cuốn sách và cũng là tư tưởng hết sức quan trọng. Và với tư tưởng này thì các thầy cô hãy tự tin rằng mình không phải dạy môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp mà mình là người hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Và chúng tôi tin chắc rằng cái năng lực hướng dẫn tổ chức cho học sinh hoạt động thì tất cả thầy cô đều có. Bởi vậy chúng ta đều có thể làm được. Cái điểm nổi bật số 2 liên quan đến các chủ đề mà chúng tôi cũng vừa có trao đổi. Thế thì cuốn sách này bao gồm 9 chủ đề, được thiết kế trên cơ sở các chủ đề và bao gồm 9 chủ đề. Lý do rất đơn giản là tại sao lại 9 chủ đề? Thì lý do là chúng tôi định hướng theo cái thời gian của năm học, mỗi một chủ đề nó gắn với một tháng ở trong năm học. Và như vậy thì nó sẽ giúp cho các thầy cô có thể tổ chức các hoạt động theo các chủ đề ấy, nó thích ứng, nó có thể liên kết một cách thuận lợi và dễ dàng với các hoạt động của năm học. Ví dụ chủ đề số 3, thầy cô người bạn đồng hành. Đọc tên chủ đề này, các thầy cô hình dung ngay được là chủ đề này nó gắn với cái tháng 11, tức là cái tháng mà có ngày nhà giáo Việt Nam. Các hoạt động trong nhà trường chúng ta phải hướng tới cái việc tôn vinh mối quan hệ thầy trò. Như vậy thì chủ đề này nó gắn với tháng 11, gắn với các hoạt động khác ở trong nhà trường. Cái việc chúng ta thực hiện cái chủ đề này là hợp lý và thuận lợi. Thế thì chính chủ đề này step ngoài về cái việc thời gian nó gắn với cái thời điểm ở trong năm học, tương thích với thời điểm trong năm học, thì các chủ đề này nó còn phải đáp ứng một loạt những yêu cầu khác nữa. Toàn bộ 9 chủ đề ở trong cuốn sách thì được thiết kế theo một cái cấu trúc chung, nó bao gồm những cái thành phần như sau. Thứ nhất là mỗi chủ đề thì có mục tiêu của chủ đề. Trên cái trục trên một cái trang của cái chủ đề số 1 này, trường học của em, thì các thầy cô có thể nhìn thấy ngay ở phía dưới đó là các mục tiêu của chủ đề. Các mục tiêu này nó gắn với yêu cầu cần đạt của chương trình. Thứ hai là trong cái chủ đề thì có các định hướng về mặt nội dung của chủ đề. Đấy. Các định hướng về mặt nội dung này được thiết kế dưới dạng các sơ đồ. Và vì vậy khi nhìn vào sơ đồ này một cái thì học sinh và giáo viên có thể biết được là vậy thì toàn bộ cái chủ đề này nó sẽ trải qua những cái nội dung nào, những vấn đề nào mà các em có thể được tiếp cận, có thể được trải nghiệm. Sau đó là các hoạt động gợi ý, các hoạt động sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt lớp. Thế tại sao lại là gợi ý? Thì chúng ta biết là hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp có cái thời lượng 105 tiết, mỗi một tuần thì sẽ được tổ chức 3 tiết. Tiết số 1 gắn với hoạt động sinh hoạt dưới cờ, tiết số 2 là hoạt động giáo dục theo chủ đề và tiết số 3 là sinh hoạt lớp. Thế thì với cái hoạt động sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt lớp để chúng tôi gợi ý các hoạt động. Giáo viên có thể lựa chọn các hoạt động đấy cho phù hợp với lớp, cho phù hợp với cái sinh hoạt dưới cờ của mỗi nhà trường. Mà đây không phải là các cái hoạt động mang tính chất áp đặt và bó cứng, mà là các hoạt động mang tính chất gợi ý. Rồi sau đó là các cái hoạt động giáo dục theo chủ đề được coi là các hoạt động cốt lõi của một chủ đề nhằm thực hiện những yêu cầu cần đạt. Và cuối cùng, sau các hoạt động giáo dục theo chủ đề là các phần đánh giá cuối mỗi chủ đề. Các hoạt động cụ thể của chủ đề thì được tổ chức trong giờ chào cờ, trong cái giờ hoạt động giáo dục theo chủ đề, tức là được xếp một tiết riêng biệt trong một tuần và trong các cái giờ sinh hoạt lớp. Thế thì ở đây nói kỹ hơn đôi chút về các hoạt động sinh hoạt dưới cờ và hoạt động sinh hoạt lớp. Thì trong cuốn sách giáo khoa thì chúng tôi có thiết kế các gợi ý về các hoạt động này. Các hoạt động này được thiết kế sao cho nó gắn với chủ đề. Nó có thể giúp bổ sung, củng cố những cái yêu cầu cần đạt mà chủ đề này cần phải hướng tới. Đồng thời nó cũng giúp cho chúng ta có thể có một số lựa chọn tương đối phong phú để các thầy cô có thể lựa chọn cho cái sinh hoạt dưới cờ hoặc là sinh hoạt lớp nó phù hợp với cái chủ đề của từng cái chủ đề. Mỗi một chủ đề thì thường bao gồm 2 hoặc 3 cái nội dung mang tính chất tiểu chủ đề. Ví dụ chúng tôi có một chủ đề là em đang trưởng thành, nói về cái sự phát triển của bản thân học sinh thì bao gồm 2 nội dung là khám phá bản thân và nhận biết khả năng kiểm soát cảm xúc bản thân. 2 nội dung này được thể hiện ngay ở trong cái sơ đồ về những cái nội dung mà học sinh sẽ trải nghiệm. Rồi sau đó thì có một cái tiết hoạt động giáo dục theo chủ đề trong một tuần. Thì cái tiết hoạt động giáo dục trong chủ đề này thì bao gồm các cái hoạt động tương đối độc lập nhưng nó kết nối với nhau và thường là mỗi 2 tiết, 1 đến 2 tiết. 1-2 cái hoạt động ở trong cái tiết này nó sẽ giúp chúng ta đạt được một yêu cầu cần đạt của một chủ đề.
Như vậy, khi ta thực hiện đến tất cả các cái hoạt động được thiết kế trong sách thì tất cả yêu cầu cần đạt của chủ đề sẽ được thực hiện. Các hoạt động thì được thiết kế theo từng bước và có gợi ý để học sinh có thể tự tổ chức hoạt động cho nhóm hay là cho lớp của mình. Một cái điểm cũng hết sức quan trọng liên quan tới các chủ đề là triển khai yêu cầu cần đạt đó ở mức độ chủ đề và hoạt động thế nào. Thế thì đây cũng là một cái điểm mà chúng tôi cho rằng hết sức khác biệt của cái cuốn sách này so với cuốn sách khác, là trên cơ sở yêu cầu cần đạt cụ thể cho từng khối lớp, chúng tôi thiết kế ra 9 chủ đề. Trong 9 chủ đề đó thì bao quát 9 chủ đề đó bao quát tất cả các yêu cầu cần đạt được thể hiện ở trong chương trình. Hội đồng thẩm định họ ngồi làm một việc là thế này, họ đếm xem là các yêu cầu cần đạt trong chương trình ấy có đủ ở trong 9 chủ đề này không. Và vấn đề của nhóm tác giả là phải thiết kế được đầy đủ tất cả các yêu cầu cần đạt đấy trong 9 chủ đề. Khi đã có yêu cầu cần đạt trong 9 chủ đề rồi thì mỗi yêu cầu cần đạt phải được chúng tôi thể hiện tương đối trọn vẹn ở 1 đến 2 hoạt động, có thể tổ chức trong 1 giờ học hoặc là tiếp nối một số giờ học. Như vậy là từ yêu cầu cần đạt có các chủ đề khái quát đến các cái hoạt động cụ thể, cái hoạt động cụ thể được tổ chức thì sẽ giúp đạt được cái yêu cầu cần đạt. Thì đấy là một cái logic triển khai của cái cuốn sách này. Cái yêu cầu cần đạt được trình bày ngay dưới mỗi chủ đề để giáo viên và học sinh có thể định hướng hoạt động. Ở trong phần hình của cái cuốn sách này thì các thầy cô đều có thể nhìn thấy. Và mỗi yêu cầu cần đạt đó thì mỗi một chủ đề đó thì phải đáp ứng được một loạt những cái yêu cầu, từ đáp ứng yêu cầu cần đạt, đáp ứng được tính khoa học, được tính logic, khái quát cho các mạch nội dung và sát với thực tiễn học sinh. Các thầy cô đều biết là hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp thì có 4 cái mạch nội dung. Ví dụ như là mạch nội dung về hướng của bản thân, mạch nội dung hướng tới xã hội, mạch nội dung hướng tới tự nhiên, mạch nội dung hướng tới là mạch nội dung hướng nghiệp. Thế thì các chủ đề mà chúng tôi thiết kế thì nó phải khái quát được và bao hàm được các cái mạch nội dung của hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Ví dụ như chủ đề đang trưởng thành chẳng hạn thì mạch nội dung hướng vào phát triển bản thân, khám phá bản thân gắn với độ tuổi học sinh. Chủ đề con đường tương lai gắn với mạch nội dung hướng nghiệp giúp học sinh hiểu biết về nghề nghiệp trong tương lai, vân vân. Và đúng theo nguyên tắc như chúng tôi vừa trình bày là từ yêu cầu cần đạt thì trong cuốn sách nhóm tác giả đã thiết kế các cái hoạt động cụ thể để thực hiện, để học sinh thực hiện hoạt động đó. Và khi học sinh thực hiện được hoạt động đó thì sẽ dẫn tới việc là hình thành được các cái phẩm chất và năng lực theo yêu cầu cần đạt của chương trình. Tôi lấy ví dụ, có một yêu cầu cần đạt của chương trình là tôn trọng sự khác biệt giữa mọi người. Thế thì với yêu cầu cần đạt này, chúng tôi triển khai nó thành 2 hoạt động. Hoạt động số 1 là tìm hiểu về sự tôn trọng khác biệt. Học sinh có thể dùng sơ đồ tư duy, học sinh có thể dùng những cách thức khác nhau để chia sẻ, để nói về những biểu hiện của sự tôn trọng khác biệt. Và sau đó thì học sinh được giao nhiệm vụ là thực hiện các sản phẩm để thể hiện thông điệp này. Học sinh có thể làm poster, học sinh có thể viết những cái thông điệp bằng văn, học sinh có thể thiết kế các tiểu phẩm, vân vân. Phát huy tối đa những cái khả năng mà các em có để thực hiện việc này. Như vậy là yêu cầu cần đạt đã được thực hiện, đã được triển khai dưới dạng các hoạt động cụ thể. Và như vậy, công việc của chúng ta là hướng dẫn cho học sinh thực hiện các hoạt động. Tương tự như vậy, yêu cầu cần đạt khác là phát triển mối quan hệ hòa đồng với bạn bè và hài lòng về mối quan hệ này. Chúng tôi thiết kế các hoạt động. Hoạt động số 1 là tìm hiểu về sự hòa đồng với bạn bè. Học sinh có thể tìm những câu chuyện, học sinh có thể trao đổi, chia sẻ cách mình hiểu thế nào là sự hòa đồng với bạn bè. Sau đó có những tình huống mà học sinh được yêu cầu là xử lý các tình huống đó, đóng vai các tình huống đó, xem trong tình huống đó thì mình thể hiện cái sự hòa đồng với bạn bè ra sao. Tương tự, học sinh có thể được yêu cầu thiết kế các cái sổ tay niềm vui tình bạn, ở trong đó thì có thể giúp học sinh củng cố những thái độ tích cực với bạn bè. Như vậy là yêu cầu cần đạt đã được triển khai thành các hoạt động. Nói cách khác là các hoạt động ở trong cuốn sách này thì nó được thiết kế theo hướng mở, giúp cho giáo viên và học sinh có thể linh hoạt chủ động tổ chức phù hợp với điều kiện của trường, của lớp. Các hoạt động này có thể thực hiện theo cá nhân, có thể thực hiện theo nhóm, cũng có thể thực hiện trong toàn lớp, ở trong không gian trong lớp học hoặc là ngoài lớp học. Và các hoạt động này cũng không yêu cầu đặc biệt về các cái phương tiện dạy học, nó chỉ cần có những phương tiện dạy học tối thiểu thôi. Thế thì với các cái chủ đề như thế, với các hoạt động như vậy, thì cách thức tổ chức các hoạt động như vậy ở trong cuốn sách này được lựa chọn và thiết kế ra sao? Thì có mấy cái điểm chính về cái cách thức, về phương pháp tổ chức và kiểm tra đánh giá tôi cũng xin được chia sẻ. Điểm số 1 là tất cả các cái phương pháp tổ chức đặc thù của hoạt động trải nghiệm được nhóm tác giả
vận dụng một cách tối đa trong cuốn sách này. Các thầy cô có thể thấy những phương pháp tổ chức hết sức đặc thù của hoạt động trải nghiệm, như là thảo luận nhóm, như là tranh luận, như là hùng biện, như là đóng vai xử lý tình huống, như là lập kế hoạch hoạt động, như là trò chơi. Các cái hoạt động ở trong cuốn sách này thì được chúng tôi thiết kế với các cái phương pháp tổ chức mang tính chất đặc thù của hoạt động trải nghiệm. Và vì vậy sau này khi tổ chức hoạt động này, và cũng như là kinh nghiệm của nhiều thầy cô tổ chức hoạt động này, thì thấy rằng là phản hồi của học sinh rất là tốt. Học sinh rất là thích thú khi tham gia hoạt động này ở trên lớp, bởi vì các em được hoạt động. Thế thì các cái phương pháp tổ chức này là phương pháp tổ chức đặc thù của hoạt động trải nghiệm đã được sử dụng một cách tối đa trong cuốn sách. Bên cạnh đó thì các cái kỹ thuật và phương pháp kiểm tra đánh giá cũng được chúng tôi sử dụng. Có nhiều cái kỹ thuật và phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá cho hoạt động trải nghiệm theo cái hướng là đánh giá phẩm chất và năng lực của người học. Ví dụ như là các bảng kiểm về mặt hành vi, ví dụ là các bảng tự đánh giá, ví dụ những cái tiêu chí để đánh giá hoạt động và đánh giá sản phẩm hoạt động. Thì những cái phương pháp và kỹ thuật kiểm tra đánh giá đó được thể hiện ở trong sách giáo khoa. Đặc biệt là trong sách giáo viên, hướng dẫn giáo viên, thì những cái phương pháp đấy được trình bày đa dạng hơn, chi tiết hơn để tạo ra một cái cơ hội cho người giáo viên có thể sử dụng những cái đó trong cái quá trình tổ chức hoạt động, trải nghiệm và hướng nghiệp. Thế thì trên đây là một số những cái điểm căn bản về nội dung của cuốn sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 7. Thì để thực hiện cái việc này thì có một loạt cái hỗ trợ từ phía các nhà xuất bản và công ty Vietpick là sở hữu cái bộ sách cánh diều, thì có bao gồm sách giáo viên, ở trong đó thì có hướng dẫn cụ thể việc lựa chọn từng chủ đề, lựa chọn các hoạt động, người hướng dẫn tổ chức hoạt động, hướng dẫn kiểm tra đánh giá đối với giáo viên. Chúng tôi cũng có sách thực hành cho học sinh, trong đó thì có các nhiệm vụ cần được thực hiện ở trong sách giáo khoa cũng được đưa trong sách thực hành, có các nhiệm vụ thực hành mang tính chất củng cố và mở rộng cho học sinh có thể làm việc trực tiếp trên sách giáo khoa. Để bên cạnh những cuốn sách đó thì nhà xuất bản còn có cái trang web học liệu điện tử học10.vn, các thầy cô chắc đã được nghe rồi, rồi có cái kênh YouTube của sách cánh diều. Và qua những cái kênh thông tin đó, các thầy cô hoàn toàn có thể có thêm những cái thông tin, có thêm những cái gợi ý để cái việc tổ chức hoạt động này ở trong nhà trường nó thuận lợi. Và cuối cùng là để thực hiện tốt cái cuốn sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 7 thì chúng tôi có mấy cái lưu ý đối với thầy cô như sau. Thứ nhất là rất mong thầy cô nắm được bản chất của hoạt động trải nghiệm. Ta không dạy hoạt động trải nghiệm giống như ta dạy môn học, mà ta tổ chức hoạt động trải nghiệm. Và chính vì ta tổ chức hoạt động trải nghiệm cho nên cái quyền, cái sự linh hoạt, cái sự chủ động, cái sự sáng tạo của thầy cô được đánh giá rất cao. Thứ hai là chúng ta hiểu được cái tư tưởng thiết kế cuốn sách giáo khoa. Có hiểu được tư tưởng này thì chúng ta có thể linh hoạt, chúng ta có thể chủ động lựa chọn hoạt động trong cuốn sách. Thứ ba là chúng ta nên phân bố và lựa chọn các chủ đề hợp lý cho nó phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường. Thứ tư là các thầy cô rất nên đọc kỹ và nắm được yêu cầu cần đạt của từng chương trình và từng chủ đề. Bởi vì các yêu cầu cần đạt đấy là các cái mốc kết quả mà chúng ta cần phải đọc tới, chúng ta cần phải hướng tới được hình thành cho học sinh. Thứ năm là nên có sự chuẩn bị kỹ trước khi tổ chức các hoạt động. Thứ sáu là linh hoạt, sáng tạo và cởi mở trong việc tổ chức, đặc biệt là cởi mở đối với học sinh để học sinh có thể bày tỏ cái bộc lộ sự sáng tạo của mình, bộc lộ sự chủ động trong các hoạt động của mình. Và cuối cùng là chuyển dần vai trò tổ chức hoạt động cho học sinh. Đây là một nguyên tắc hết sức quan trọng. Học sinh sẽ dần dần trở thành cái chủ thể của tổ chức hoạt động, và lúc đó thì cái hoạt động của chúng ta đã, đấy là dấu hiệu rất quan trọng cho cái sự thành công của hoạt động của chúng ta. Thế thì trên đây là một số những cái nội dung khái quát về cuốn sách hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 7 xin được trao đổi chia sẻ với thầy cô. Và rất mong thì những thông tin đó sẽ giúp cho thầy cô có thêm những thông tin để mình lựa chọn, và cũng như là có thêm thông tin để nếu thầy cô mong muốn rằng là cái quá trình làm việc của mình nó có nhiều nguồn thông tin hơn để so sánh đối chiếu sao cho ta có thể tổ chức cái hoạt động một cách hiệu quả nhất. Và cuối cùng thì xin thay mặt nhóm tác giả cảm ơn quý thầy cô đã chú ý lắng nghe. Chúc các thầy cô an lành, mạnh khỏe và chúng ta có đầy đủ nhiệt huyết để thực hiện cái chương trình 2018 trong năm học tới, là năm học lớp 7. Chúng tôi cũng hoàn toàn tin tưởng rằng với cái kinh nghiệm và với cái kết quả biên soạn cuốn sách thì cũng sẽ có rất nhiều thầy cô giống như là các thầy cô và học sinh lớp 6. Gần 300.000 các thầy cô và học sinh lớp 6 đã lựa chọn cuốn sách này làm người bạn đồng hành của mình trong nhà trường. Thì hy vọng rằng cuốn sách lớp 7 cũng được các thầy cô đón nhận như vậy.
Lần nữa xin cảm ơn quý thầy cô và cũng mong nhận được những cái phản hồi, những cái góp ý của quý thầy cô để nhóm tác giả có thể làm tốt hơn trong cuốn sách này cũng như là cuốn sách những cái cuốn sách tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.